I'm the Mazi. Tôi tên là Katsuki. Bạn học lớp mấy? Tôi học lớp 5. Bạn từ đâu đến? Tôi tên từ Nhật Bản. Bạn tên anh trai gì? Tôi tên anh trai Dudu. Bạn bao nhiêu tuổi? Tôi 11 tuổi. Bạn có em chị em không? Không có. Tôi tên là Pedro. Tôi học lớp 5. Tôi đến từ Indonesia. Tôi thích ăn trái xoài. Tôi bao